Về Pleiku là khách bán xe liên tục anh em. Anh em nào bữa chê vô lăng này xấu để đó. Mấy ông đừng có chê nữa. Mấy ông chê cái gì là tôi sẽ thay cái đó. Nó sẽ tốn tiền vợ con tôi. Mấy ông bớt chê tính tôi vậy nha. Sĩ diện. Cứ không thích ai chê bất cứ gì. Nè bạn nhìn được không anh em? Bao nhiêu tiền đây? Đời nhiêu đây? 29 số tự động hả? Chắc bán 330 đi. Bao nhiêu ngàn đây? Ủa chứ khó đâu, bao nhiêu ngàn vậy? Mở mở bao nhiêu ngàn cây vậy? 18 ngàn mới tin hả? 18 ngàn anh em. Ủa 18 ngàn mà có 330 nè anh em. Được không? Anh em nào mà tín đồ của i10 nè, thằng thánh hóa i10 thì tới đây gặp em Toàn. Còn mà muốn mua xe trải nghiệm ngon tốt mà hợp lý á, thì mua Fadil anh em. Dạo này sao mấy đứa nhân viên mình chân cũng ghẻ không rồi ta. Phải cung cấp kem cho nó. Anh em nào có kem trộn hay gì đó thì nhà vợ nè, vợ anh em bán kem trộn hay gì đó, liên hệ ship Toàn mấy hũ cho nhân viên Gia Lai nó bôi vô kìa. Ranger Raptor. Raptor đây là 999 anh em, đời 2022 anh em ha. Raptor. Còn đây là WeChat. WeChat đây 809, anh em mua Toàn tặng cho anh em bộ body, Toàn đi có 2000 mấy xe Toàn mua từ mới luôn anh em. Đó, tặng cho anh em bộ body Raptor, Raptor 2023 anh em nha. Xe này thì em đi mấy cái ghế sau em chưa lột đâu, đi 2000 mấy. Em đi Sài Gòn về Gia Lai một chuyến. Rồi từ Gia Lai đi Nha Trang một chuyến. Chở vợ em đi. Đó, đi du lịch. Đi du lịch rồi phát sinh ra con bé gạo anh chị. Đó, đi du lịch phát sinh ra con bé gạo đi du lịch Nha Trang á. Mới lòi là bà gạo thiên thần xinh xắn. Sáng giờ chưa rảnh để xuống chăm lo mấy con bồ ở dưới gara nữa nè. Em có 3-4 con bồ ở dưới gara. Có mấy bạn mà ở bên Nhật dưới hôm qua Toàn quay mấy con bồ Toàn á, mấy bạn kêu là mấy đồ bả đó có, thì anh em nào có thì giúp giùm Toàn bao nhiêu Toàn cũng mua. Toàn thích đồ theo xe hơn là đồ mới anh em. Đồ theo xe gấp mắt gấp đôi đồ mới Toàn thích hơn là mua đồ mới mà chính hãng anh em. Vậy Toàn thích đồ theo xe, mấy cái xe BZ45 của Toàn vậy. Với lại anh em nào mà ship được đồ Indo á, hoặc là nói được nói chuyện với mấy thằng Indo với mấy Mã Lai á, mấy khứ đó nó nói không nói được tiếng Anh, nó nói tiếng gì á không hiểu, mà nó cứ thích điện thoại, làm em qua em chặn nó luôn. Mình chỉ nhắn tin hình ảnh mình cần cái món này nó có, nhưng mà nó cứ nói bằng tiếng gì á, nó cứ gọi mà em đâu hiểu đâu, cứ xì xồ xì xầm gì á. Anh em nào mà ở bên Indo hay Mã Lai mà Toàn có cái bạn đó nó bán á, anh em mua giùm Toàn gửi về bao nhiêu tiền cước Toàn cũng chịu hết anh em, giúp giùm Toàn để Toàn hoàn thiện cái xe cho nó, gọi là nó phục chế những cái xe BZ45 với 40 cuối cùng của Việt Nam. Nó là một cái kỷ niệm anh em nha, giúp giùm Toàn nha. Anh em ở Nhật, anh em ở Mã Lai với Indo á, có giúp giùm Toàn liên hệ trực tiếp, công bao nhiêu cán bao nhiêu đều được anh chị, miễn sao là nó hoàn thiện được cái đam mê của em là được đó. Mấy cái xe nhỏ nhỏ để mai em quay tổng hợp bao giá. Ủa cái camera kia bán rồi chứ? Giao Ninh Thuận à, cọc rồi cái gì kiểm tra kỹ cái đó nha. Cái xe này cho hạ giá nè, xe này số tự động 26 đây mà cao vậy. 24 mà không, số tự động đúng không? Dạ. Coi giá vốn bao nhiêu dạ. Hạ xuống đi. Xe này phải bán dưới 200 chứ sao trên 200 được. Cái này anh chị nào mua xe nhỏ nhắn đi thì cái xe này cũng chất lượng nè. Số tự động này anh chị 459 triệu nè. Đây là xe nè. Đủ xe đủ chủng loại hết anh chị nha. Anh chị nào mua thì ghé ủng hộ em Toàn. Hoặc là anh chị nào biết chỗ nào mà ship đồ BZ45 40 Toyota Land Cruiser BZ45 40 á, hàng mà bên nước ngoài nó nhiều lắm. Cái nền công nghiệp chơi xe ở bên họ nó phát triển kinh lắm, ở mình ngăn cấm này nọ nên là xã hội nó ít phát triển như vậy á. Tại vì cho người ta chơi thì người ta mới chịu bung tiền ra để người ta thông thương hàng hóa, rồi nó thông thương. Bây giờ chuyện độ xe rồi chuyện phục chế xe cũng cấm rồi, bây giờ đến cái chuyện mà giấy chuyện thủ tục mua bán xe
càng ngày càng đơn giản nhưng mà cuối cùng càng ngày càng phức tạp. Vừa rồi hôm qua có cái vụ hồ sơ ở Đồng Nai cũng vậy, cũng mua xe em mua của người ta lâu rồi, bây giờ ủy quyền rồi, bây giờ người ta họ đi tù mất rồi, thì bây giờ không lẽ chờ họ mãn hạn tù mới được nộp cái giấy thu hồi biển số hả anh em? Ủa cái xe ở Đồng Nai là ở huyện gì hôm qua, ở huyện gì, huyện Thống Nhất hả? Là cứ phải bắt chủ cũ lên hả? Chủ cũ giờ người ta đi tù rồi mà cũ gì nữa, liên hệ họ lại liên hệ có cái văn bản của cục hướng dẫn rồi anh em, mà vẫn bắt chủ cũ lên. Có mấy cái huyện á họ ngang anh em, họ không có. Em thấy mấy tỉnh kia rồi họ thông thương, họ tạo điều kiện hết á. Có mấy huyện á, mấy anh ảnh làm ảnh cứ sợ, ảnh thề ảnh không làm chứ ảnh làm là ảnh sợ, cuối cùng là mình khổ. Giờ mình đi tới nhà người ta thì người ta họ kêu là bây giờ con cháu họ anh đó anh đi đá gà bị bắt rồi, rồi chờ ra rồi mới đi lên nộp biển số thu hồi được chứ. Thì nói thiệt sự, nếu mà tạo điều kiện càng ngày càng thuận lợi á thì người dân họ đổi xe, họ mua bán xe là mọi thứ nó kéo theo, ngành công nghiệp ô tô trong nước cũng phát triển, ngành kinh doanh tất cả mọi thứ nó cũng phát triển. Mà nếu mà càng ngày càng khó khăn á thì ngại lắm. Giống như em bây giờ mà muốn bán xe đổi xe thôi, để cha xe đi chứ bây giờ lên thời gian để đi kiếm tiền chứ thời gian đi làm thủ tục chờ đợi rồi xếp hàng rồi này nọ rồi cả ngày hai ngày mới nộp được. Nói chung là thôi khỏi luôn đi, khỏi đổi luôn, người mình có là làm biến vậy đó, giống bên đứng ngoài á. Ok anh đúng không, căn cước công dân mọi thứ anh ok đúng không, anh chỉ cần lên bưu điện hay cái gì nó giống bưu điện viết cái tờ giấy, hai bên viết nhau cái tờ giấy chứ không có cần mà công chứng. Ở mình là phải cần công chứng nó đã kỹ rồi mà cuối cùng là vẫn chưa xong đâu anh em nha, vẫn chưa xong đâu, mọi thứ nó vẫn chưa xong. Bữa nay là cá nhân đó mà ngày trước kinh doanh gì nợ thuế hay nợ thuế môn bài á thì phải không được sang tên, thì bây giờ mua xe là phải dắt nhau lên phòng công chứng là không cần nữa rồi, mà phải dắt nhau lên cục thuế để ngồi tra, phải quen biết là nhờ họ tra thử là anh có nợ thuế hay anh có gì không, rồi tiếp theo lên công an tra thử anh có phạt nguội hay không, rồi tiếp theo nữa là lên công chứng xong rồi tiếp theo nữa là dắt nhau lên công an để làm thu hồi xong rồi lại nộp chờ hồ sơ, là lại đi về tỉnh mình rút hồ sơ cho nộp thu hồi xong rồi phải rút hồ sơ trong vòng 20 ngày đến tháng xong rồi đi nộp thuế đi bám biển. Nói chung là một con xe nó bữa nay nó em thấy kinh khủng khiếp, càng ngày càng mong muốn càng ngày càng thuận lợi mà càng ngày càng thấy càng khổ luôn anh chị. Ngày trước là công chứng xong là xong đúng không anh em, ngày trước là công chứng cả là xong, đi rút hồ sơ chờ đợi cũng được, có dịch vụ họ đi làm hết. Bữa nay là phải tra phạt nguội nè, chứ còn có anh công chứng mua bán giao dịch xong tiền anh ra cháo anh múc hết rồi mà cuối cùng mà lên mà sang tên là lòi ra phạt nguội á thì rồi anh cũng không được sang tên, anh phải đi đóng phạt nguội. Cái người mà mua cái xe đó, người đó phải đi đóng chứ, bây giờ người mà họ bán thì họ lụm tiền xong rồi họ thôi đúng không, họ cù nhây thì em ăn cái đi đóng biết à. Em là người bán cho khách hàng thì nhiều lúc là khách mình không làm á, mình đi đòi chủ cũ á thì người ta họ lơ mình, họ bán xong họ chối bỏ trách nhiệm, mà để chủ mới họ chờ đợi mà không đi khám lưu hành, họ không đi sang tên rút hồ sơ được á thì họ chửi mất uy tín cửa hàng. Nhiều lúc em cứ bỏ 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu để em đóng cái phạt. Nói chung là bây giờ đó, anh em mà mua của salon uy tín nó còn đỡ hơn anh em mua ngoài nè. Bây giờ anh em mua ngoài nhiều rủi ro lắm, có thể mua được xe rẻ nhưng mà cuối cùng đi làm thủ tục ở thành đắt đó, còn mà mua salon là có gì salon chịu hết, không sang tên được hay không rút hồ sơ salon chịu hết. Bữa nay em đi mua xe em đau đầu giá man luôn, em phải đi tra thuế xong rồi em phải đi tra phạt nguội xong rồi phải nhờ chủ xe là đó phải cam kết là khi nào mà đi làm thu hồi mà tỉnh nào khó là anh phải lên giúp em, anh lên anh ký cái thu hồi, còn tỉnh nào dễ thì thôi. Nói chung là lỏng não anh em.